Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Firebase thông qua ứng dụng Foodee. Mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tích hợp trong cái project tích hợp cái project của chúng ta với lại liên kết với lại Firebase rồi, đúng không? Với lại project bên Firebase rồi. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái giao diện backend của nó, ha, xem backend này những cái đằng này là những đằng gì và có tính năng như thế nào và cách chúng ta đọc những tài liệu liên quan của nó ra sao. Ha, rồi. Đầu tiên các bạn thấy đây là giao diện backend ha. Cái phần các bạn thấy đầu tiên là cái phần quan trọng là đó chính là overview. Thì cái overview này nó sẽ chứa những cái thông tin về cái app mà đang liên kết với lại cái project Firebase này. Giả dụ như ở đây mình muốn biết được xem cái project Firebase này có bao nhiêu app đang liên kết thì các bạn nhấn vào overview thì các bạn sẽ thấy ở đây chỉ có một cái thông tin app là duy nhất thôi. Đúng không? Ví dụ như các bạn có N app thì ở đây các bạn sẽ nghĩ là app thứ 2, app thứ 3, app thứ 4, app thứ 5 gì đó, đúng không? Thì thông qua các gì? À, thông qua các khung như thế này. Được chưa? Rồi, nếu như cái app các bạn liên kết có sai về một cái gì đó thì các bạn có thể nhấn vào đây các bạn sổ và các bạn vào phần setting ha, các bạn chỉnh sửa nó. Được chưa? Ha, các bạn có thể vào phần setting các bạn chỉnh sửa nó, đây là cái thông tin. À, đó. À, đây là cái thông tin. Rồi, thì đó chính là phần overview. Rồi, phần thứ hai chính là phần quan trọng đối với các lập trình viên của chúng ta mà chúng ta cần để mà chúng ta xài. Đó chính là phần develop. Ha, phần develop này nó sẽ chứa những cái gì? Thì đầu tiên đó chính là authentication. Thì authentication này nó sẽ cho phép chúng ta quản lý các account mà đăng nhập vào trong các ứng dụng của chúng ta. Mình giả dụ hồi đó khi mà chúng ta chưa có mô hình Firebase này, chúng ta làm cái web service thường thường là chúng ta phải tạo ra một cái bảng, đúng không các bạn, để chúng ta quản lý các account, đúng không? Chúng ta thường thường tạo ra một cái bảng để quản lý các tài khoản của người dùng, rồi sau đó chúng ta làm cái gì? À, chúng ta sẽ lưu thông tin của các người dùng vào trong đó. Ví dụ chúng ta tự tạo trường, tự tạo bảng, chúng ta tự định hình ảnh, chúng ta làm vân vân, đúng không? Chúng ta phải code lưu hình ảnh đồ nữa, đúng không nào? Thì Firebase nó hay một cái, nó cung cấp cho chúng ta cái authentication. Thì authentication này nó sẽ cho phép chúng ta là gì đây? Cho phép các bạn sử dụng được tài khoản Facebook hoặc Google hoặc là Twitter để chúng ta có thể đăng nhập được trong cái ứng dụng chúng ta. Ví dụ như mình viết cái app là demo, cái của mình là ví dụ về Firebase, đúng không? Thì cái app ví dụ Firebase này mình muốn sử dụng đăng nhập bằng Facebook thì mình làm như thế nào? Thì nó sẽ gì các bạn? Nó sẽ thông qua đằng authentication này, nó cho phép các bạn làm được cái công việc đó. À, thì qua phần authentication thì mình sẽ nói rõ hơn, được chưa? À, chắc chắn thì mình sẽ có thôi. À, nói rõ hơn về phần này. Thì chủ yếu á, vì chúng ta đang làm app liên quan giống y chang, giống Foodee thôi, không phải giống y chang đâu, bởi vì Foodee nó cũng có những một số tính năng mình không có hài lòng cho lắm. Cho nên mình chỉ lấy dựa vào ý tưởng của nó thôi ha. Rồi, phần thứ hai là phần cực kỳ quan trọng không kém về authentication, đó chính là real-time database. Thì các bạn thấy nè, khi mà các bạn lên mạng các bạn search đó, các bạn nghe rất là nhiều về khái niệm real-time database. Đúng không? Và real-time database có nghĩa là gì? Đúng không bạn? Thì real-time database có nghĩa là cho phép các bạn, dĩ nhiên rồi, database là cho phép các bạn lưu trữ dữ liệu lên. Cái đó là make sure, chắc chắn. Đúng không? Cái vấn đề quan trọng là gì? Nếu như database các bạn có mặt thay đổi dữ liệu, đúng không? Cái là thay đổi về mặt dữ liệu, thì cái app của chúng ta tự động biết được cái sự thay đổi đó và nó cập nhật, đó chính là real time database. Chứ không phải mà các bạn thấy hồi đó giờ khi mà chúng ta làm những cái web service, đúng không? À, chúng ta viết cái app, chúng ta kết nối luôn với service, lỡ như có một người dùng nào đó thêm xóa sửa trên app service thì các bạn thấy là gì? Chúng ta phải thoát app ra, chúng ta vào lại thì app chúng ta mới cập nhật lại được, đúng không? Về mặt real time database các bạn không cần là cái việc đó, các bạn chỉ cần biết được cái app của các bạn là mới vừa database của các bạn mới vừa mất dữ liệu thôi thì các bạn tự động cập nhật ngay tại giao diện đó luôn mà các bạn nhìn thấy được luôn. À, chứ không phải là các bạn mới thoát ra, các bạn vào lại thì các bạn mới thấy được cái sự cập nhật đó. Đó, thì đó chính là real time database. À, rồi storage là gì? Storage chính là cái phần cho phép các bạn lưu trữ những cái file như là hình ảnh, đây các bạn thấy nè, lưu trữ hoặc là chi xuất những cái file mà cho người dùng tạo ra, đúng không? Giống như là hình ảnh nè, audio, video mà các bạn mà không cần server side code. Thông thường á, các bạn làm một cái web service, đúng không? Các bạn cho phép người dùng upload ảnh đi, thì có phải là cái web service đó các bạn viết những cái code gì các bạn? À, các bạn viết code lấy hình ảnh kiểu byte, rồi sau đó là các bạn chuyển kiểu byte thành kiểu file, rồi sau đó các bạn lưu file, đúng không? Đúng không các bạn? Các bạn phải làm những công việc đó rất là cực khổ, thì Firebase nó chơi chúng ta một cái cực kỳ hay luôn, đó chính là storage này. Các bạn muốn lưu trữ thằng gì lên đây cũng được, à, các bạn lưu trữ được các bạn phải lấy được, thì đó chính là storage. Rồi, hosting. Thì hosting này có nghĩa là gì? Thì các bạn thấy á, hồi đó khi mà chúng ta đi thuê host đi hơi tên miệng nó rất là vất vả, đúng không? À, các bạn thuê thì
Cái đàn Flybay nó chở chúng ta cái phần hosting luôn, cứ để chúng ta triển khai web lên, hoặc là các bạn có web mobile app các bạn có thể triển khai lên đây. À, và các bạn lưu ý nha, nhắc gì Google chắc chắn là bảo mật rất là ok. Thì các bạn thấy là gì, có bao nhiêu tất cả những cái mà đó giờ nó tách ra lẻ, ví dụ như là hosting, database, web service, các bạn làm gì đó các bạn phải đi thuê vất vả từng phần một, thì nó gom hết vào trong một cái reset Flybay như thế này. Đó, các bạn muốn làm cái gì các bạn chỉ cần vào một tương ứng. Rồi thứ ba là cái thứ năm là function. Thì function này á, nó chỉ mới là bản beta thôi, có nghĩa là như vậy, theo như cấu trúc tương tác á, giả dụ như là có sự thay đổi gì đó thì function này sẽ cho phép các bạn viết các event ha, và gửi về cho cái gì, cho cái app mobile của chúng ta, và app mobile chúng ta sẽ lắng nghe các event đó, thì đó chính là cái function. À, còn hai cái tag class và cái rack reporting nữa các bạn cũng không care lắm đâu, vì hai này chả làm cái gì hết ha. Rồi một phần nữa, hồi đó các bạn nhớ là các bạn có cái loud messaging không, notification á, ha, loud messaging á, có phải là đó các bạn phải đăng ký riêng đúng không, rồi các bạn download sổ project rồi về á, rất là phức tạp đúng không, thì nó đã tích hợp cho các bạn sẵn trong cái file bay luôn. Đây chính là notification. Có phải hồi đó khi mà các bạn muốn boot một cái notification từ server về thì các bạn phải viết code boot đồ tá lả bên hết đúng không, thì file bay nó làm cái sẵn cho đó các bạn luôn, nó làm sẵn luôn, các bạn chỉ cần là vô là các bạn vào notification này. À, nếu như mà ở đây mà nó có lắng nghe cái loud messaging á, thì bạn vào đây các bạn boost cái kịch là xong, đơn giản như một trò đồ luôn các bạn. À, rồi thì remote config này nó sẽ cho phép các bạn có cấu hình liên quan tới cái project Flybay này chúng ta. À, rồi smart chính là cái phần quảng cáo, được chưa? Rồi thì lúc nãy á, mình nói với các bạn á, là chúng ta có rất là nhiều cái tính năng ở trên đây, nhưng bây giờ giả dụ như mình muốn sử dụng tính năng authentication này thì mình sẽ làm như thế nào, đúng không? Vậy các bạn qua lại cái phần document, document của thằng Flybay, và sau đó vì chúng ta đang làm Android thì các bạn cứ vào cái static của Android, ha. Thì các bạn run xuống, đúng chưa? Run xuống ha. À, ở bài trước á, khi mà các bạn tích hợp Flybay vô á, nó sẽ có một phần quan trọng nữa, chính là Flybay Core. Có nghĩa là các bạn phải có thằng Core này nữa. Thì thằng Core này nó sẽ nằm ở trong chung với thằng In Google Live Service lần này nè, và Flybay Core nằm ở đây nè. Ha, có nghĩa là các bước ở Flybay á hoàn tất nữa, là hoàn chỉnh luôn á, là phải có Flybay Core nữa ha. Rồi, bạn xin. Rồi, thì bạn chạy xuống đây, các bạn sẽ thấy là gì? Avail các bạn, Available Libraries, đúng không? Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là các thư viện có sẵn có. Ủa, vậy các thư viện sẵn có để làm cái gì? Các bạn đọc ở đây các bạn sẽ thấy. À, các thư viện này sẽ cho, các thư viện có sẵn này sẽ cho phép chúng ta sẽ, nó sẽ các bạn sử dụng các tính năng gì? À, các tính năng khác nhau của Flybay, đúng không? Vậy cái tính năng khác nhau đó chính là gì? Đây, Authentication gọi là một tính năng. Real-time database này là một tính năng. Storage này là một tính năng, đúng không? Vậy giả dụ như mình muốn sử dụng authentication thì mình sẽ add thư viện tương ứng của nó vào. Đây, ví dụ như authentication, các bạn xem service authentication analytics authentication. Đây, authentication, vậy mình muốn sử dụng tính năng authentication này thì mình sẽ add cái thư viện các bạn. À, Flybay out, đúng không? Mình sẽ add thằng này vào trong đâu? Đúng rồi, vào trong cái app level project. À, các bạn thấy lúc này nó xin, mình xin nó bị lỗi đúng không? Try again. À, xin lỗi thì mình try again lại. Rồi, lỗi dialog show. À, nó báo gì đây? Không thể xuyên. À, Flybay Core. Combine Google.Flybay Core. Không thể xuyên. Để mình xem, mở message lên. À. Đây chúng ta có đúng không? Chúng ta đã combine vào rồi. À, nó đã combine rồi. Ok. À, chúng ta combine rồi mà tại sao xin lại không được nhỉ? Rồi, thì các bạn cứ thì cái bước đó là nó phải là như vậy ha. À, rồi mình xem lại các bước xem. Tạo project đúng không? Google Live Service Station là chúng ta có rồi nè. Google Service là chúng ta cũng có rồi nè. Hay là cái này chúng ta sai ở đâu nhỉ? Rồi, tạm thời mình xóa này đi ha. Rồi mình try again lại xem. Rồi, như vậy là thành công đúng không? Rồi, Google Live Service 3.0, hiện tại là 3.0 ở bên đây. Đúng không? Đây, 3.0. Rồi, sau đó là gì? Add login com, cái này là tên login của chúng ta. À, sau đó chúng ta sẽ có một cái Flybay Core ở trong dependency. Bên đây. Bên đây đúng không? Chúng ta phải có cái Flybay Core chính lần này. À, copy. Rồi sau đó chúng ta mới có gì? À, Google Live Service, như vậy đúng rồi mà. Đúng không bạn? Mình để đây là đúng rồi. Nhưng mà tại sao xin lại lỗi nhỉ?
Rồi, xin lỗi đúng không? Mà showing file nó cũng không có báo chúng ta gì hết. Showing register. Lỡ dòng 28.13, đây dòng 28. À, 28.13. Chính lần này hả các bạn? Content layout. Rồi, mình xóa được content layout xem. Không phải đúng không? 28.13 không phải là ngay content layout. Rồi, try again lại ha. Rồi, chúng ta kiểm tra lại cái thư mục xem project sổ xuống app. Đúng không? Rồi chúng ta sổ xuống các bạn. Đây, 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 đây. Các bạn thấy nè, nó đâu mất tiêu cái gì? Đây, đây nè, các bạn thấy nè, app nè, mình đang bị mất file vậy các bạn. Nó mất file Google Analytics Service rồi. Đúng không? Nó mất file Google Analytics Service rồi. Vậy chúng ta phải copy lại. Ha, download. Hàng kia nó xin không được, copy. Bỏ vào trong app, đúng không? Mình paste ra. Tại sao lại mất các bạn nhỉ? Paste ra, ok. Đúng không? Đây có file Google Analytics Service nè. Rồi, mình sẽ try again lại xem. Các bạn thấy không? Đó, được rồi. Tại sao file lại bị mất nhỉ? Rồi, rồi, vẫn bị lỗi. Có rồi mà vẫn bị lỗi đây. Vậy là không phải do thằng này rồi. Đúng không các bạn? Không phải do thằng này rồi. Chúng ta kiểm tra lại. Rồi, app module gì đó đúng không? Try again. Chúng ta try again lên đây để cho nó ra thông báo lỗi rồi mình sẽ xem. So log in finder. Rồi, để mình kiểm tra xem. Rồi, các bạn thấy là mặc dù chúng ta đã đúng hết các bước rồi nhưng sao vẫn báo lỗi đúng không? Rồi, các bạn lưu ý nè. Các bạn biết nhân tại sao không? Hiện tại á, các bạn khi mà các bạn những cái project mà liên quan tới Firebase vô mà các bạn thấy những cái lỗi đó là lỗi liên quan tới thư viện thì đó là nguyên nhân là các bạn chưa update cái bộ thư viện mới nhất cho Android Studio. Bởi vì sao? Bởi vì mình giả dụ như ở trên Firebase của nó thay đổi phiên bản này từng ngày và nó sẽ các bạn, nó sẽ update nó trong gì? Trong cái SDK của Android Studio và bắt buộc các bạn phải update những cái bộ thư viện đó vô. Thì bằng cách các bạn vào tool, các bạn vào Android, các bạn vào SDK manager. Giả dụ như mình đang lúc nãy là các bạn thấy là mình thiếu gì đây? Bộ thư viện mới nhất đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì thằng này nó đã lên tới phiên bản 10.2.1 chẳng hạn, đúng không? Mà trong khi đó cái support library, cái support repository này của mình nè các bạn, repository cái này của mình nè. Chỉ như vậy các bạn, mình chưa update và nó mới chỉ mới hỗ trợ ví dụ như là tới phiên bản là 10.1.1 thôi. Đúng không? Nó mới chỉ hỗ trợ tới phiên bản 10.1.1 thôi. Vậy khi mà mình khai báo ở đây, mình khai báo Firebase Core phiên bản 10.2.1 thì lúc này nó sẽ tra trong cái bộ thư viện đó. Nó tra trong cái bộ thư viện này. Nó tra trong cái bộ thư viện SDK tool. Nó tra trong bộ thư viện này để nó tìm xem có phiên bản là 10.2.1 hay không. Thì bạn thấy là khi nó tìm không có thì nó báo là gì? Fail Radio Sync. Đúng không? Nó báo là như vậy. Thì các bạn, nếu như các bạn ở đây là có dấu check như thế này là các bạn đã update rồi. Dưới đây mình đã update rồi nè. Mình mới vừa update xong á. Được chưa? Còn bạn nào ở đây mà để dấu trừ như thế này. Đây bạn thấy dấu trừ nè. Có nghĩa là gì? Chưa update, và ở đây nó để là gì? Tại trạng thái là gì? Update available thì các bạn nên update lên. Thì đây mình đã là gì? Install liệt, có nghĩa là mình đã update rồi. Vì lúc nãy do mình lỗi đó là mình chưa update và mình ngưng lại, mình update nó lên. Thì bạn thấy khi mình update lên và mình xin lại thì nó hết lỗi. Thì khi mình update lên thì cái thằng Google repository này thì các bạn nó sẽ chứa những bộ thư viện mới nhất của Google. Đúng không? Đúng không bạn? Bởi vì đây là gì? Firebase là một tính năng của Google. Đúng không? Thì chắc chắn thư viện này cũng là Google. Thì các bạn là gì đây? Lưu ý là gì? Chúng ta cần phải update mới thư viện. Vậy bạn thấy là khi các bạn mở Android Studio lên mà Android Studio mà đòi update Google repository thì các bạn nên cho nó update. Đó bạn lấy chưa? Thì các bạn chọn vào. Sau đó đây nó chữ apply, các bạn bấm apply để cho nó update là ok. Thì sau khi mình update mình xin lại đồ thì các bạn thấy là nó không còn báo lỗi Firebase Core nữa. Được chưa? Không báo lỗi Firebase Core nữa. Rồi. Chúng ta quay trở lại vấn đề lúc nãy là gì? Lúc nãy là muốn dùng thư viện nào đúng không? Ví dụ như các bạn thấy là Firebase Core nè, là gì các bạn? Analytics là cái này chúng ta bắt buộc phải có nè. Như nãy mình nói đúng không? Vậy ba cái quan trọng bắt buộc phải có rồi. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng real time database. Là cái thằng này thì có phải là bây giờ các bạn thấy là service real time database thì các bạn đối chiếu qua đây là ok. Đúng không các bạn? Đối chiếu ở đây là ok. Đó, rồi. Còn một phần rất là quan trọng nữa các bạn lưu ý ở đây. Các bạn thấy là real time database, những cái việc mà liên quan tới lưu trữ á, thì các bạn sẽ thấy một cái gọi là rule. Thì cái rule này nó sẽ liên kết với lại cái authentication này, có nghĩa là nếu như người dùng đang sử dụng cái app này chúng ta mà không đăng nhập, không thực hiện chức năng đăng nhập đăng ký
thì các bạn có thể thông qua cái rule này. Ví dụ như các bạn muốn cho người dùng có thể đọc được cái dữ liệu database của các bạn, của chúng ta ở đây, thì chúng ta phải, ví dụ như các bạn bắt người dùng đăng nhập vào thì mới nhận được database chẳng hạn, thì các bạn phải thông ra cái rule này, các bạn đặt ví dụ như đây là authenticate null, các bạn cứ là bắt người dùng phải đăng nhập thì mới đọc được dữ liệu, mới đọc được dữ liệu của real time database này. Rồi còn write mà authenticate null như là gì, nếu như mà người dùng đăng nhập, đúng không, đăng nhập thông qua authentication này thì người dùng mới có thể, các bạn mới có thể ghi dữ liệu vào real time database đó, các bạn thấy chưa. Storage nó cũng có vậy, nó cũng có rule, thì rule nó chỉ liên quan tới authentication thôi, nên các bạn nó cũng không có gì nhiều. Các bạn chờ tí thì nó sẽ sổ ra đó ha. Đây cái rule, thì rule nó chỉ liên quan tới việc đăng nhập thôi, các bạn để null bằng null khác null gì đó thì chỉ liên quan tới này, được chưa. Rồi thì như vậy, bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái tính năng này và các bộ thư viện tương ứng với các tính năng, đúng không nào. Rồi thì và đồng thời mình đã hướng dẫn các bạn cái phích lỗi mà nếu như mà chúng ta expect bacon vào á mà nó báo lỗi, đúng không, là do các bạn, là do thư viện chúng ta chưa update thư viện của Android Studio, đúng không, thì chúng ta update lên thì nó ok. Rồi thì như vậy bài ngày hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây ha. Xin chào mọi người, các bạn.